Giống hoa cúc Pico có đến 4 màu là vàng, đỏ, hồng, cam. Hoa nở cả tháng mới tàn, kích thước siêu nhỏ, rất phù hợp để bán cho khách du lịch xách tay. Nguồn cây giống được trung tâm ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao sản xuất theo quy trình cấy mô, do đó đảm bảo sạch bệnh. Theo nhiều thông tin cho biết, giống hoa này trước nay chỉ phù hợp với khí hậu ôn đới, khó trồng. Do đó, để cây phát triển đều và ra hoa đúng Tết thì người trồng hoa phải trông đèn vào ban đêm. Trước khi chuyển giao cây giống cho bà con nông dân, Trung tâm ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao tỉnh Đồng Tháp đã trồng thử nghiệm. Cây phát triển tốt, đã lấy được quy trình trồng để chuyển giao cho bà con với số lượng khoảng 30.000 cây. Năm nay, quý khán giả của Mua Dễ Đâu lại có thêm một lựa chọn mới với hoa cúc Pico để trang trí Tết.